Này một cặp sâm núi trái nha các bạn. Cái này cây nhà mình trồng lên. Chứ cái này đi mua bán giá này bán cũng không nổi. 250 ngàn một cây. Cái này mình chắc luôn lắm. Núi trái nu. Dòng này có nu nha các bạn. Cái này có tí xíu à. Cái chân mình trở lại nha các bạn. Cắt lùng hồi xưa. Nguyên một cây bự mình cắt lùng lại. Để nguyên cái xe này mình gửi cho các bạn luôn. Xe này xe máy cho. Xe chính. Xe chính này vẫn xe chính. Chầu này cũng bự. Đồng shop gửi. Hai cây. 250 ngàn cây nha các bạn. Hai cây 500 ngàn bao ship. Xem núi trái. Vậy chịu khó vô kẻ mốt làm cái mini nhỏ nhỏ chơi. Xong ép chậu nó. Nuôi xong đi ra ép chậu. Hai cây. Hai cây 500 ngàn bao ship nha bạn. Sâm núi. Lá nhỏ nha, lá này. Sâm núi nó có một cái phơm lá to tí xíu nữa. Phơm nó cỡ con tay cái lá cỡ con tay cái ạ. Sâm núi trái.